thành phần với hai cái sản phẩm vừa rồi em vừa có nêu, đó là dung dịch vệ sinh phụ nữ mẹ Ken và sữa tắm lá khổ qua rừng mẹ Ken, thì còn có thêm một sản phẩm đó là nghệ đỏ nguyên chất mật ong rừng. Thì em cũng đã nói công dụng rồi, thì với cái nghệ đỏ nguyên chất này thì đặc biệt rất là phù hợp đối với những chị nào mới sinh. Thì đối với những chị nào mới sinh thì uống 20 viên một ngày, và sau một tháng thì uống từ 6 đến 9 viên một ngày. Và những ai mà bị đau dạ dày nữa này thì uống từ 6 đến 9 viên một ngày trước bữa ăn. Và những người có vấn đề về da nặng như là bị mụn này, thâm sẹo này, sạm đen do nắng thì uống mỗi ngày 2 viên. Và loại này có thể dưỡng trắng da hồng làm căng mịn. Và muốn như vậy thì mỗi ngày mọi người uống một viên. Thì nó vừa có thể giúp cho các chị bầu tái tạo lại làn da sau khi sinh, có thể làm giảm vết nám. Và đối với những anh chị nào bình thường, chúng ta có thể hoàn toàn dùng và có thể dùng để trị được cái bệnh đau dạ dày này. Thì đây là toàn bộ cái combo mà em muốn giới thiệu với mọi người. Đó là nghệ đen viên mật ong rừng mẹ Ken, dùng cho các chị bầu mới sinh và cho bất kỳ ai có vấn đề nặng về da, về dạ dày. Thứ hai đó là dung dịch vệ sinh phụ nữ mẹ Ken, được trích ly từ 100% thành phần thiên nhiên. Và thứ ba đó là sữa tắm lá khổ qua rừng mẹ Ken. Thì em hy vọng loại này dùng cho trẻ sơ sinh, và em hy vọng là với video clip chia sẻ của mình thì có thể giúp mọi người có thêm những cái lựa chọn về những sản phẩm an toàn cho mẹ và bé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần video.